học sinh bây giờ không có tiền, hoặc là mình nghĩ khác đấy. À, bạn ấy một cách thứ nhất là bạn ấy nói là không có tiền, hoặc là bạn ấy nói là không có tiền vậy mà lúc nào cũng đi shopping hay đi mua sắm. Cái thứ hai đó là xét cái tiền thứ hai là bạn ấy không có tiền, tức là tiền thì không có mà lúc nào cũng đi mua sắm đó. Hai cái trường hợp như thế để diễn tả cái câu này đó. Một cái là bạn ấy lúc nào cũng có tiền mà sao mà lúc nào cũng thấy bạn mua sắm, đi mua này mua kia, mua đủ thứ hết mỗi tuần đó. Đó là gì đây, cái hai khía cạnh để mình xét một cái sự việc mà hành động mà nó làm nó trái với hiện thực, nó không đúng với hiện thực như này. Vậy mà thế nhưng lại xong lại à, thù nghi ọp sư miệng sơ. Vậy mà là gì đây, mê chu hoặc là mê in gì đó, mê chu đi hàng tuần đi mắt thử để shopping chẳng hạn. Thù nghi ọp sư miệng sơ mê chu mắt thử hay thả sơ shopping hay đi đến siêu thị gọi mua sắm. Hoặc là mình không nói về mê chu shopping hay giờ cũng được, còn không đi đến siêu thị cũng được. Ở đây cũng muốn cho cái câu dạy dạ một chút xíu. Và một cái trường hợp nữa, cái bạn nào đó nói lúc nào mình cũng giỏi tiếng Hàn, tỏ ra vẻ mình giỏi tiếng Hàn, nhưng mà thật sự cái sự việc hành động đấy nó không giống với hiện thực. Đó là gì đây, bạn nói lúc nào cũng giỏi tiếng Hàn nhưng mà vậy mà hay như thế nào đó kỳ thi này lại không đổ, hoặc là câu này lại không biết, hoặc là khi các bạn giao tiếp lại không nói được, nhưng mà lúc nào cũng cho là mình giỏi tiếng Hàn, hoặc là có chừng trong trường hợp hoàn cảnh nào mình thấy là lúc nào như bạn ấy giỏi tiếng Hàn vậy mà trong kỳ thi này là không được đổ. Có hai cách để mình nói cái câu này. Thứ nhất như cô nói, cái bạn đó luôn luôn lúc nào nói mình giỏi tiếng Hàn nhưng mà nhưng mà trong cái trường hợp là mình thi lần này là không đổ, hoặc là đi nói chuyện lại mình thấy có giỏi gì đâu mà bạn nào lúc đó cũng khoe khoang là giỏi. Đó là cái thứ nhất trong trường hợp mình cách suy nghĩ. Cái thứ hai là bạn này thật sự là cũng giỏi tiếng Hàn đấy nhưng mà thi lại không đổ. Đó cũng có hai trường hợp như thế để mình nghĩ vào cái câu này đó. Cho nên là đây trường hợp ở đây cô sẽ nói hang cúc mà răng chạy ha miền sao chạy ha miền sao. Nhưng mà gì đây, kỳ bon siêu mẹ buộc học cấp hèo nhưng mà là vào kỳ thi lần này lại không đổ. Kỳ bon siêu mẹ buộc học cấp hèo. Hoặc là hấp cơ hai chi một thẻ. Hàng cúc mà nhà có thứ chủ cúc. Hàng cúc mà chạy hàng nhau sốt. Hàng mà ế bói. Siêu mê. Một hấp cơ hẻ. Ví dụ như trong trường hợp này cũng thế, trong trường hợp mà ví dụ như con của cô nó không biết chữ, ví dụ như là chữ cái thì nó biết nhưng mà ghép chữ thì nó không biết. Nhưng mà gì đây, không biết chữ mà cầm cuốn sách lại gì đây, đọc lại hát không biết gõ chữ vậy mà hát như là gì đây, hát là như là ca sĩ hoặc là đọc như là ca sĩ, tại nó đọc từ lưa từ lum mới chơi, nó đâu có đọc chính xác đâu, cái cầm nó đọc thế chứ đâu có chữ nào dính chữ nào đâu.
Đây, đây chỉ biết chữ cái thôi chứ chưa biết ghép chữ được. Thì mình ở đây nói con không biết chữ thế nhưng lại gì đây, con đọc cái này là đọc cái gì chẳng hạn. Mà đọc như gió, đọc như người lớn luôn. Đấy, con hay thế, nhìn vào không biết chữ, biết là gì đây, những chữ cái được tất cả hết nhưng mà ghép chữ là không biết, nhưng mà cầu cuốn sách là đều như đúng rồi. Đọc tá là âm bên đọc là gì đây, mình nó đọc thế cho chứ mình đâu có biết, nó đọc theo mình thôi chứ nó đâu biết chữ. Ví dụ như thế trong cái trường những trường hợp đó. Vậy mà thế nhưng lại xong lại đây nó có khía cạnh như thế. Ví dụ như cái cô có cho một câu nữa, ví dụ như lúc nào cũng nói nấu ăn giỏi, vậy mà biết ăn không biết nấu chẳng hạn. Thì bây gì đây, du đi chạy hai mươi sơ nhưng mà một kim ăn heo, chỉ biết ăn thôi. Du đi chạy hai mươi sơ nhưng mà là gì đây, một kim ăn heo. Một cái man này mình học ở hôm mình học man học rồi, danh từ đi với man, động từ đi với kim man, tính từ đi với kim man này. Một cái man nhẹ hẹ đó, hai nghĩa của nó ở trong khía cạnh này. Ở đây nó không phải là vừa vừa đâu. Khi các bạn nghe nói miên sơ, mình nghe nói là vừa vừa mà. Sao trong trường hợp này lại mình nghe cái chữ miên sơ này vào đây? Là trong những trường hợp này. Đó, nó có nghĩa thứ hai, nghĩa cạnh thứ hai của nó. Khi nào mình nói với sự vật gì đó nó không giống như hiện tại, nó khác với hiện tại so với cái việc mà người khác hành động hoặc người khác làm cái sự việc gì đó mà nó không giống như hiện tại, cái sự việc gì đó nói làm nhưng vậy mà thế nhưng lại xong lại đó. Cho nên là rất là nhiều sự việc các bạn muốn cho gì vào các bạn cho miên sơ để cho cô. Ví dụ thì rất là nhiều ví dụ, ví dụ cụ thể mình hiểu là mình ứng dụng để sống hàng ngày thôi. Còn ví dụ thì ví dụ cả bản cả trang, chủ yếu là mình hiểu được hay không, một ứng dụng được hay không. Rồi ở đây đó là nghĩa thứ hai của miên sơ. Buổi sau mình sẽ gì đây, mình sẽ luyện nói về hai cái ngữ pháp này. Hôm sau mình sẽ học nốt một cái nữa, mình luyện luôn một thể, đó là mình sẽ học động từ đi với ư y mơ nhanh nhé, động từ đi với ư mơ và danh từ đi với y mơ. Nó cũng có hai nghĩa của nó. Nghĩa thứ nhất nó bằng với mơn sơ, y chang luôn. Hồi nãy cô nói phập một cư mơn sơ, bây giờ cô không nói phập một cư mơn sơ mà bây giờ cô nói phập một cư mơ. Thì theo đề bì chơi mơn bài rồi, vẫn không sao cả, không có gì phân biệt cả, y chang nghĩa nhau luôn. Thì ở đây ví dụ như hồi nãy cô nói là phạp ơn một cư miên sơ, nhưng bây giờ cũng thích miên sơ nữa, thích mà phạp ơn một cư miên thề lê bì chân phải không, thề lê bì chân xem, vừa xem điện thoại vừa đọc sách, cô không dùng miên sơ nữa mà cô dùng là gì đây, thì vì đó hồi nãy không bô miên sơ nữa mà cô chỉ bô mơ thôi. Thì vì đứng gồ mơ chép cưng y coi à, y chang nha, không cần gì phân biệt hết. Tiếp theo bây giờ chép y cư tà, bây giờ y tà bỏ tà đi, bây giờ cô nói cô vừa đọc sách vừa nghe nhạc, chép y cư miên sơ không thích mơ miên sơ nữa mà cô chỉ mơ thôi, chép y cư mơ ôm mặt cưng từ đời à? Nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa làm gì nữa, vừa nghe nhạc vừa học bài, vân vân vừa vân vân. Nghe nhạc ôm mặt cưng từ đời mà, tại vì bắt đi tắt đi với đuôi ư thì gì đây,
tịch tà nó hơi bị bắt tắt, nó biến thành e là à từ rừng nhá công bu hèo đó y chang nha. Nhưng mà miang sơ được dùng cho văn nói nhiều hơn. M y chang nha, không cần phân biệt. Nếu mà có gì phân biệt thì cô cần phân biệt cho. Nhưng mà cái này nó giống hoàn toàn với nhau. Nhưng mà cô nói đó chỉ có một cho văn nói thì người ta dùng mân sơ nhiều hơn. Đôi lúc mình nghe mân sơ nhiều hơn là mơ à. Nhưng mà hôm nào mình buồn buồn mình lại nói mơ vui vui lắm mân sơ à. Rồi ở đây cái là cái ngữ pháp này cô cho thêm để sau này các bạn tìm hiểu thêm một tí nữa. À, ngày mai mình làm bài tập rồi, các bạn muốn sử dụng mơ thì các bạn cho mơ, còn mơ sơ thì cho mơ sơ, bất cứ cái gì thay cũng được ha, không sao cả. Còn ở đây nó cũng có nghĩa thứ hai của nó nữa, cấu trúc ư mơ này này, nhưng cấu trúc này nó không dùng trong văn nói. Ở nghĩa thứ hai của nó có nghĩa là và bằng với cô, nhưng nó không dùng trong văn nói, nó chỉ dùng trong văn viết đề thi này các bạn. Mà ví dụ như Minh có học ở trong quốc tịch đấy, người ta sẽ không dùng cô mà người ta dùng y mơ hoặc là mơ thôi. Ví dụ như là gì đây, xin xa im tang y mơ đó, vừa là con trai của là gì đây, cái nghệ nhân là xin xa im tang, vừa là cái gì đó, cho nên cái này các bạn tìm hiểu thôi, các bạn không làm ví dụ cũng được. Như cô nói, tại vì nó không dùng trong văn nói, thay vì dùng trong văn nói người ta đã dùng cô rồi à, cho nên nó chỉ bằng nghĩa là và, nhưng được chỉ dùng trong văn viết, sách vở hoặc đề thi vân vân. Ví dụ như danh từ mình có à, ví dụ như Hankuk Saram gì cô, tôi là hàng người Hàn Quốc và gì đó, là người Hàn Quốc và gì đó. Nhưng ở đây trong trường hợp này, trong sách vở người ta viết thì người ta sẽ không viết là y cô, mà người ta nói Hankuk Saram y mơ gì 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 đó. Nhưng mà trong văn nói người ta không nói y mơ nha, người ta nói cô thôi. Ví dụ như à, thời tiết đẹp và gió thổi chẳng hạn, thì người ta nói là gì đây, nại xin nại si ga cho cô pha ra mi chúc cùng bùa hoặc là mani bùa rồi chẳng hạn. Trong văn nói người ta nói bình thường là cô bình thường, nhưng không ai dùng mơ hết. Nhưng mà trong văn viết, trong đề thi rồi đó, người ta sử dụng mơ thay cho cô rất là nhiều. Cho nên sau này mình thấy chữ mơ mình còn biết là có đi thi đi nhìn trong văn, những cái văn viết nha, mà sau này cô nói học quốc tịch đấy, mơ này rất là nhiều trong trường hợp này. À, mình đang học quốc tịch mình biết lúc nào câu nói người ta cũng có ý mơ này vào này, rất là nhiều trong những câu hỏi đề thi. Trong văn nói thường ngày người ta không sử dụng, thay vì sử dụng mơ thì người ta có cô rồi, thì dùng cô nhiều hơn. Nhưng mơ này đặc thù của nó là dùng trong văn viết, sách báo, đề thi, nó có nghĩa là và thay thế cho cô. Khía cạnh của cô là dùng chủ yếu trong văn nói. À, nhưng mà khía cạnh của y mơ nó sẽ thay thế cho cô này. Hoặc là gì đây, y mơ là danh từ nha. À, còn động từ là gì, hồi nãy cũng ghi rồi đó, động từ thì đi với ư mơ. Đó, hồi nãy chia như thế nào thì mình ghi trước ở đây, mình tìm hiểu nghĩa đó thôi. Nghĩa của nó thì chia như nhau thôi. À, nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ hai, cho nên nghĩa thế này mình chỉ tìm hiểu thôi, các bạn có thể ghi cho cô thôi chứ không cần ví dụ nữa. Mình tìm hiểu mình biết nó nghĩa là gì để sau này mình nhìn trong sách, trong vở mình đọc nó còn biết chỗ mơ này là chỗ gì, tại vì nó không dùng trong văn nói. Thì các bạn ghi cho cô, không dùng trong văn nói có nghĩa là và bằng với cô, rồi ghi như thế này là ok. Không dùng trong văn nói, chỉ dùng, có thể ghi thêm đây, trong các trường hợp viết văn đề thi, vở gì đấy, trong sách, trong vở để thi vân 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 vân. Đã
Đấy, cái này là tìm hiểu thêm. Sau này các bạn có thi tiếp biết này, đề thi tiếp biết thì cũng có rất là nhiều cái này. Email này này. À, động từ đi với umer, danh từ đi với umer, nghĩa thứ hai của nó này. Hoặc là vậy đây, học nữa mà có học thi quốc tịch ấy, những câu hỏi này người ta này hay cho cái umer này qua đây này. Câu hỏi người ta cho hạ umer vào trong đó đấy, người ta thay thế cô đó. Vì tại vì nó có hai nghĩa, nó có nghĩa là vừa vừa và có nghĩa là và nữa, cho nên trong trường hợp mà nó là vừa vừa nó bằng với umer sơ thì mình dịch nó là vừa vừa. Còn ví dụ như trong trường hợp mình nhìn vừa vừa nó không hay thì ở đây nó chính là nghĩa và. Nghĩa và để người ta cho vào, người ta kết nối câu thay thế cho cô. Sau này mình đọc những trường hợp câu hỏi đấy, như cô nói đấy, sau này các bạn sẽ gặp trường hợp không. Trong bài tập này nghe nói đọc viết thì không có cái umer này, nhưng mà như cô nói trong những đề thi đấy, sau này có cơ hội học lên quốc tịch, học lên tiếng viết đề thi đấy, umer thì nhiều lắm. Hoặc là viết báo cáo trên thời sự á, à, cái chữ mơ này nhiều lắm, người ta ít sử dụng cô, người ta mơ nói câu với nhau đấy. Rồi hôm nay mình tạm thời học tới đây, hôm sau mình sẽ luyện umer sơ và umer này nhá. Cái này đánh dấu sao cho cô nghe, tìm hiểu thôi, tìm hiểu thôi. Cái cấu trúc nào cô cho tìm hiểu thêm thì cô cho thêm, để sau này mình nhìn mình biết nó còn là cái gì. À, cái đó là tìm hiểu thêm, còn buổi sau mình sẽ luyện cái này nha. Thứ sáu mình vẫn học bình thường nha lớp. Rồi nếu mà không có gì để hỏi, lớp mình tạm thời kết thúc buổi hôm nay nha. Thứ sáu là gặp lại nha, tạm biệt lớp nha, chào các bạn ha.